Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sự hiện diện của Chúa khi đổ đầy thì chúng con sẽ thấy được tất cả những dấu hiệu, những công việc của sự vận hành của Chúa ở khắp nơi chúng con thờ phượng. Tấm lòng của chúng con được đốt cháy, những yếu đuối của lần của chúng con được đẩy lùi đi. Những chỗ chúng con mất niềm hy vọng sẽ được thay thế bằng tràn trề hy vọng. Những chỗ khó khăn trong đời sống của chúng con sẽ được Chúa Ngài cất đi. Những cái ách, những cây gậy của kẻ ác được bẻ gãy để chúng con được tự do trong ơn của Ngài. Sự chữa lành đến cho cả thể xác, tâm hồn, tâm linh của chúng con. Sự phục hồi của Chúa đến. Tất cả đều sẽ được mang trở về tất cả. Như David và những người đàn ông, những người nam ở với ông đã khóc đến mức độ không còn sức để có thể khóc nữa vì vợ con, tiền của, tài sản của họ đã bị cướp đi mất hết. Nên cảm ơn Chúa bởi sự ban phước của Chúa mà họ đã mang trở về tất cả. Xin ban ơn Chúa Giọng để những điều đang mất, đang bị cướp đi cũng sẽ được phục hồi cho chúng con. Và chúng con sẽ nói rằng tạ ơn Chúa vì tất cả được phục hồi. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời chị em ngồi. Hallelujah. Vì phước hạnh Chúa Ngài ban cho chúng ta. Về thuộc linh, hội thánh của Chúa đang ở trong một mức độ mà chúng ta thấy rằng gần Chúa hơn. Và nhìn chung công việc thì đạo của Chúa đang phát triển một cách rất lớn lao khắp nơi trên thế giới. Trong nhiều qua số người trở lại cùng Chúa rất đông đảo từ các xứ, các nước mà trước đây chúng ta biết rằng tin lành của Chúa chưa được đến, hay là bị giới hạn, bị điều khiển bởi người của các tôn giáo khác, nhất là các xứ của Hồi giáo. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó, nhưng chúng ta cũng nhận biết một điều là sự yếu đuối, nguội lạnh và bội đạo ở trong hội thánh của Chúa cũng đang gia tăng. Tuần trước tôi xem một bản tin mà tôi không ngờ rằng chúng ta đang sống ở trong những ngày này. Đó là tại Đức Quốc, có một nhánh của Lutheran. Họ đã thử mời robot, được gọi là sự khôn ngoan nhân tạo, để giảng cho hội thánh. Giảng rất tốt. Một cái bài giảng nghe về vấn đề lẽ đạo thần học, thì có những thần học gia ngồi ở trong các hàng ghế của nhà thờ để kiểm soát xem nó giảng có đúng hay là không. Vấn đề đó là ngày hôm đó còn sau này nó giảng mà không có người quan sát nữa thì chuyện gì xảy ra. Bên phía bên Phật giáo thì chúng ta biết rằng họ cũng dùng con robot AI để tụng kinh gõ mõ cho những người đi đến để thờ tự. Và có một cái đề xướng đó là đối với Công giáo La Mã cũng sẽ có những con robot AI ngồi để nghe người ta xưng tội. Và nó cũng sẽ công bố tội của con đã được tha bởi ơn Thiên Chúa. Và đây là điều mà làm cho tôi lo ngại vô cùng. Đó là những thần học gia của Đức Quốc thuộc về nhóm Lutheran, là nhóm cải chánh giáo hội. Họ nói như thế này: tất cả đều ổn, chỉ có một cái trường hợp đó là AI nó không giảng với đầy cảm xúc như một con người thật. Có nghĩa là họ chấp nhận điều đó, chỉ có tiếc là nó chưa có bày tỏ được. Có thể một sư giảng nó gần gũi hơn, con người thật giảng gần gũi hơn, và có thể có những diễn tả nó mang tính cách gọi là làm cho hội chúng cảm thấy cái vị một sư giảng có thấy mình ở trong hội chúng. Đó. Anh xem điều đó đang đến với chúng ta. Và nó sẽ diễn ra nhiều hơn nữa. Có một số các đầy tớ của Chúa cho rằng nếu chúng ta chờ đợi một cái Antichrist nó xuất hiện, thì có thể đây là một trong những dạng của Antichrist. Nó sẽ thay thế Chúa Giêsu Christ. Nếu Công giáo La Mã áp dụng và nó công bố cái sự tha thứ trên cái người đi xưng tội, thì chúng ta thấy rằng nó đã đóng vai của Đức Chúa Trời trong việc tha thứ tội. Và đây điều rất là thật anh chị em, và nó sẽ chuẩn bị thay đổi mọi mặt trong đời sống của chúng ta. Có những cái người ác họ đã sử dụng cái con robot này, lấy giọng của một người mẹ, xin lỗi của người con, và gọi cho người mẹ giọng đúng như con gái của mình để đòi tiền của việc bị bắt cóc, mà phải đưa tiền để có thể chuộc con của mình về. Mẹ mà vẫn không nhận ra được đây là sự giả dạng, bởi vì nó rất là tinh vi và nó rất là chính xác. Nó lấy giọng của một nhạc sĩ và hát cái bài hát của vị nhạc sĩ đó như người đó tự hát bài mình sáng tác. Anh xem, có những việc mà ngày xưa chúng ta xem nó như là khoa học giả tưởng, hiện tại nó đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Và cái tệ nhất là đáng lý hội thánh của Chúa là những người lính canh trên vách thành, thì bây giờ là hoan nghênh cái ý này vào trong giáo hội. Và tôi tin rằng sẽ có lúc thì tín đồ cũng gửi những AI đi đến nhà thờ để ngồi nghe ông mục sư AI giảng. Tại vì đâu ai biết là mình không có mặt đâu. Nhưng mà sẽ làm một cách lấy lệ. Và nhiều ứng dụng khác nữa mà chúng ta có thể, bởi óc tưởng tượng chúng ta có thể nghĩ xa hơn. Sự bội đạo nó trở nên tinh vi hơn, như là người ta thấy rằng chuyện này chấp nhận được. Nếu những người cho rằng đi nhà thờ thờ phượng Chúa đó là như là một cái bổn phận, miễn sao mình ngồi tại đó mà có một cái giọng nói đăng giảng. Mà ngày hôm nay khoa học cũng có thể đi đến chỗ tinh vi, như chúng ta đã thấy rằng nó làm hologram, tức là hình của một người đứng ở trên tòa giảng, nhưng mà nó rỗng. Mà nhìn ở dưới thì bởi ánh sáng nó chiếu của projector đó, thì nhìn giống như là ông mục sư của họ đang đứng ở tại đó để giảng. Bài giảng thì của AI, hình của mục sư thì được chiếu bởi cái kỹ thuật của hologram. Cái đây chừng khoảng 30 năm chúng ta xem một số những phim khoa học giả tưởng, chúng ta thấy cái điều đó. Bây giờ thì nó đang có mặt với chúng ta tại đây. Và nhiều điều hứa hẹn. Và luôn cả Elon Musk, ông cũng chia sẻ với thế giới đó là anh quan ngại vì cái tốc độ của AI ngày hôm nay được sử dụng trong nhiều cái ứng dụng ở trên thế giới này. Nhật thì họ sử dụng và làm có những con robot để làm vợ. Thì cô nàng AI này sẽ có những lời rất là hiền hậu nói chuyện với chồng, và sẽ phục vụ một cách tối đa. Muốn ăn gì nó sẽ cho ăn cái đó, mà không cãi lại, không có dậm chân đóng cửa ầm ầm. Nhưng mà vâng phục một cách trọn vẹn, vì nó là người máy. Cho đến khi nếu có cái gì trục trặc, chuyện đó có thể xảy ra. Bởi vì cái kinh khủng của AI ngày hôm nay anh chị em là nó không chỉ là một người máy, nhưng mà người ta đang huấn luyện để nó có thể suy nghĩ, cho nên người ta mới gọi là Artificial Intelligence, là cái sự khôn ngoan nhân tạo. Điều mà người ta quan ngại là sẽ đến một ngày nó đi đến cái quyết định là sẽ tiêu diệt loài người. Thì nó sẽ có nhiều cách để nó làm công việc đó. Nhiều điều Khải Quyền nói, cũng như là những sự báo trước về những ngày cuối cùng, bội đạo trong giáo hội, nhiều điều xảy ra ở bên ngoài, rồi tình hình chính trị, chiến tranh và đủ mọi thứ. Tôi đang theo dõi một số những bản tin, mà nếu điều này là sự thật thì con người ác thật anh xem. Đó là tại cái đảo, tại Maui, cái làng mà bị cháy đó, có hơn 1.000 người mất tích. Mà dân chúng tại đó biết một cách rất là rõ 1.000 người đó là ai. Đó là trẻ em. Vì trường học đã đóng cửa và đuổi chúng về. Trong lúc cha mẹ không có ở nhà, các em về. Nên cái con số đầu tiên họ nói rằng họ ta tìm được xác của 110 mấy người đó. Còn hiện tại là mất tích hơn 1.000 người. Thì cha mẹ và cộng đồng từ đó họ biết 1.000 người mất tích đó là ai. Đây là một cái chiêu thức mà chúng ta thấy là muốn diệt một thế hệ. Thì giết những đứa nhỏ thì cái làng đó sẽ không thể gượng lại được. Nhiều điều tối ác khác được xảy ra, người ta đổ thừa là quyết định của người này người kia. Đó là họ cướp nước, khiến cho sở cứu hỏa chạy đến mở những cái hydrant, water hydrant mà không có giọt nước nào hết. Rồi cho xe cảnh sát để chặn con đường chính để chạy ra khỏi cái thành phố đó. Cho nên xe kẹt và người ta chết cháy. Và người ta cũng tìm thấy có những cái chiếc xe mà chung quanh của cái vùng đó thì còn nguyên vẹn không có cháy. Nhưng mà trong một cánh đồng nhỏ thì cỏ chung quanh cũng không cháy. Mà xe nó bị cháy với một cái nhiệt độ rất lớn, đến độ cái niềng xe bằng aluminum chảy như nước. Và kính xe cũng chảy đóng cụp lại giống như là cao su. Thì cái nhiệt độ nó phải lớn. Mà nhiệt độ như vậy mà chung quanh nhà cửa, chung quanh của cái vùng đó không có gì xảy ra, không cháy. Cây cỏ cũng không cháy. Chỉ có trong cái khoảnh đó hai cái chiếc xe nó cháy đến cái mức độ như vậy với tốc độ cao như vậy. Thì có một cái giả thuyết là có một cái loại vũ khí đã được sử dụng để đốt cháy hai chiếc xe đó. Và nhiều lý do khác nữa. Anh chị em, chúng ta đang sống ở trong những ngày mà thật thấy như giả, giả thấy như thật. Đúng như lời của Chúa đã báo cho chúng ta biết. Và chúng ta cũng sẽ dễ dàng để chúng ta bị cuốn hút vào trong tất cả những điều hư hư thật thật này. Nếu không được Đức Thánh Linh Ngài ban phước và giữ tâm trí của chúng ta. Ngài là thần chân lý. Không có Chúa trong những ngày cu rốt này chúng ta sẽ bị lừa gạt. Không có Chúa dẫn dắt chúng ta sẽ lạc lối. Bởi vì lời của Chúa đã báo trước cho chúng ta biết rằng sẽ có sự bội đạo. Cho nên chị em yêu dấu, sự phục hưng không thể thiếu được. Và Chúa Ngài đã biết điều này và Ngài đã lên kế hoạch và Ngài đã báo trước. Ở trong lời của Chúa nhiều ngàn năm rồi. Và có thể chúng ta là cái thế hệ sẽ thấy những điều này được ứng nghiệm. Sự bội đạo xảy ra. Sáng hôm nay tôi xem một cái bản tin Đức Giáo Hoàng của Công giáo La Mã ngày hôm nay nói rằng tất cả các nhà thờ và các linh mục của Công giáo mà không chấp nhận tình dục đồng giới là họ là những người chưa tiến bộ đủ. Và đó là sự thật đang diễn ra. Tin lành thì cũng đã có nhiều hệ phái và những nhóm chẳng những chấp nhận mà còn phong chức và mời mục sư của họ là những người đồng giới. Sẽ có sự phán xét đến. Lý do chúng ta cần sự phục hưng là bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sắp sửa phán xét thế gian này. Tai vạ thứ 10 đã xảy ra trên xứ Ai Cập cũng sẽ xảy ra trên thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Cái sự hủy diệt của thành Sodom và Gomorrah cũng sẽ diễn ra ở tại đây. Bởi vì tội của Sodom và Gomorrah ngày hôm nay nó diễn ra hàng ngày. Trong thành phố chúng tôi đang tranh đấu để một cái rạp hát ở vùng Woodland bãi bỏ cái hợp đồng cho một cái nhóm đến của một chương trình đại nhạc hội của họ. Cái buổi ca nhạc của họ là một buổi thờ lại Satan. Nó sẽ diễn như cái cảnh cúng tế những đứa nhỏ. Và nó sẽ có cái lời cầu nguyện của Satan trong hội kín của nó ở giữa tất cả mọi người qua một bài hát. Chúng ta cầu nguyện lại cha chúng con ở trên trời thì chúng nó cầu nguyện lại cha chúng con dưới đất. Ngược lại hết tất cả những gì Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha trên trời. Và cái rạp hát ngoài trời đó đã ký hợp đồng với nó. Mà những người giữ cổng của thành phố đã khám phá ra điều này và chúng ta nói rằng điều này không thể chấp nhận được. Anh chị em, nếu không có sự phục hưng xảy ra thì chúng ta không thể hình dung nổi điều gì nó sẽ xảy ra. Nó có thể rất gần với ý niệm mà lời của Chúa báo cho chúng ta biết rằng khi Đức Thánh Linh được tách ra khỏi thế gian này cùng với hội thánh của Chúa, khi hội thánh được cất lên đó, thì thế giới này sẽ là một cái nơi mà không ai có thể sống nổi. Hiện tại công việc của Đức Thánh Linh là cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Mà người ta còn phạm tội đến như vậy. Tiếng nói cáo trách của Ngài người ta còn dập tắt. Tiếng cáo trách của Chúa rằng gieo hôm nay giống gì, ngày mai sẽ gặt lấy giống đó, người ta vẫn gieo. Đến ngày mà không còn tiếng cáo trách của Chúa, không còn thấy cái sự phán xét của Chúa nữa, khi Đức Thánh Linh cất ra khỏi thế gian này, đấng ngăn trở, cản trở, được cất đi với hội thánh, thì thế giới sẽ là một cái nơi loài người chúng ta ai còn ở lại sẽ là một cái chỗ kinh hoàng nhất. Ngày qua chúng ta thấy có những cái khu mua sắm ở tại California, họ ngang nhiên chạy vào, nó lấy những cái bóp mấy ngàn đô la, ôm một đống mười mấy cái chạy ra ở trước mặt mọi người. Các cửa tiệm không làm gì được hết. Và khi gọi cảnh sát, trên cảnh sát bắt xong, bỏ vào trong xe, chạy đến một khu đường khác, mở cửa thả nó xuống. Bởi vì không có buộc tội những người làm ác nữa và tội phạm nữa. Vậy đó mà chính quyền của tiểu bang họ cho rằng đó mới là tiến bộ. Ở tại Portland, Oregon cũng như Seattle, hiện tại có một số những cái cửa tiệm. Thì đi vào ở trong tiệm chúng ta không còn thấy đồ để trên những cái kệ nữa. Mà tất cả đều ở phía sau một cái cửa có khóa. Thật ra đi chợ là chúng ta phải đến đó và có người họ mở cửa chúng ta mới lấy được cái món hàng. Từ đấy cửa trống như vậy, như bình thường như Texas của chúng ta hiện tại, thì nó vô nó ôm hết, không còn gì. Anh chị em hình dung Walgreens ngày hôm nay chỉ có những món đắt tiền thì mình mới phải kêu cái người ở trong tiệm đó đến mở cho cái khóa đặc biệt đó để mình lấy cái món hàng đó. Thì tại một số như thành phố ở vùng Tây Bắc, đó là tất cả các món hàng đều bị khóa trở lại giống như vậy. Tôi mô tả cái bức ảnh đó để anh chị em thấy được rằng phục hưng là điều duy nhất có thể giải quyết được. Tâm lòng con người khi được Chúa Ngài chạm đến thay đổi. Và nếu luật pháp không còn trừng trị những người phạm pháp nữa, thì sẽ đến lúc người ta sẽ không tha thiết trong vấn đề bắt những người tội phạm nữa. Như thành phố của chúng ta và quận Harris của chúng ta đó. Thì ông trưởng ty cảnh sát của quận Harris của chúng ta, ông nói như thế này. Mỗi lần có một cú điện thoại rằng việc tội ác đang diễn ra, chúng tôi gửi một chiếc xe cảnh sát đi đến đó, họ chết sống để bắt cái người phạm tội đó. Họ chở cái người đó về bỏ ở trong nhà tù tạm giam. Chánh án lên ngồi ghế phê chuẩn người này sẽ được trở về ở bên ngoài để chờ ngày ra hậu tòa. Mà trước đó thì người ta phải đóng một cái tiền bond để đảm bảo người này không bỏ trốn, bởi vì cái số tiền cũng khá lớn. Quận Harris của chúng ta đang đề xướng một vấn đề, đó là không đóng một đồng nào hết. Họ về nhà để chờ ngày họ ra hầu tòa. Anh chị em nghĩ nó sẽ ra không? Ông nói rằng nhân viên cảnh sát của chúng tôi họ hy sinh mạng sống của họ để đáp lại những cái cú điện thoại như vậy. Nhưng mà nó vô ích, bởi vì chúng tôi hy sinh bắt như vậy, đem vào trong đó rồi nó thả ra như bắt cóc bỏ dĩa thì thật là khó khăn. Rồi chánh án của quận Harris của chúng ta đang đề nghị, giống như các tiểu bang khác, các thành phố của đảng chính trị khác, đó là sẽ cắt giảm lương của cảnh sát, giảm bớt số nhân viên cảnh sát. Quận Harris của chúng ta năm rồi mất 7 triệu tiền lương của cảnh sát. Nhu cầu thì lớn, nhân viên cảnh sát thì phải sa thải vì không có tiền để trả lương. Nếu điều này cứ tiếp tục diễn ra, anh chị em, chúng ta sống ở trong những ngày mà chắc phải như giống như trong thời của cowboy đó. À, chưa hết. Họ cũng muốn lấy hết tất cả những cái súng của tư nhân có được ở tại tiểu bang Texas này. Mình không cần súng tại vì mình có cảnh sát bảo vệ, nhưng mà họ đã cướp lương cảnh sát không còn nữa. Thì cuối cùng ra cái kẻ thắng là những người ác. Từ cấp chính quyền cho đến của trung ương, cho đến địa phương, của thành phố, của tiểu bang. Chúng ta thấy rằng nếu không có sự can thiệp siêu nhiên của sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta ở trong những ngày mà sẽ rất là khó khăn ở trong những ngày sắp đến. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, cũng như là lịch sử ghi lại cho chúng ta, khi có một sự phục hưng xảy ra thì xã hội được thay đổi vì lòng con người được Chúa Ngài chạm đến qua sự thay đổi, và nhiều điều lớn lao xảy ra trong ơn của Chúa. Bây giờ anh chị em hiểu cái lý do tại sao mà Chúa Ngài bày tỏ để Shakespeare, sứ đồ Shakespeare đã được thấy một cái sự hiện thấy Chúa Ngài cho, đó là Ngài sẽ có một cái nhà vòm bao trùm cả thành phố Houston của chúng ta và 10 thành phố lân cận của chúng ta lên đến tận Waco trong sự bảo vệ của Chúa. Và tôi tin rằng nếu xung quanh của chúng ta tiếp tục ở trong tình trạng này thì chỉ có sự bảo vệ siêu nhiên của Chúa như tại Goshen chúng ta mới được an toàn mà thôi. Và đây là điều mà tôi tha thiết cầu nguyện, và cũng mời anh chị em để chúng ta tạ ơn Chúa về những việc đang diễn ra, và chúng ta cầu nguyện để tất cả những gì Chúa Toàn định làm xuyên qua người Việt của chúng ta để khởi đầu một sự vận hành lớn lao của Chúa. Một cái trách nhiệm rất là lớn và cũng là đặc ân, phải không chứ? Hầu cho chúng ta sẽ thì Chúa cho chúng ta làm ngồi nổ để cuộc phục hưng này xảy ra, vì cái tiềm năng của những cuộc đời được thay đổi, nhiều người được thay đổi, trong mọi tầng lớp của xã hội được thay đổi, thì cái ảnh hưởng lâu dài của nó sẽ lớn vô cùng. Nhất là Texas của chúng ta là tiểu bang còn lại đang giữ vững và chiến đấu cho những giá trị của Thánh Kinh, những giá trị phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Vì có những người lãnh đạo tin kính Chúa và các đầy tớ của Chúa đã nắm tay làm một cái vòng tròn để bảo vệ những cái giá trị của Thánh Kinh, của lời của Chúa ở trên tiểu bang này. Đó là lý do mà các sách giáo khoa đã được kiểm tra một cách chặt chẽ trước khi được phát hành ở tại tiểu bang của chúng ta và ảnh hưởng trên nhiều tiểu bang khác. Nhiều cái luật họ đề nghị để ban hành và chúng ta đã giữ, và tạ ơn Chúa trong sự cầu nguyện và ảnh hưởng đã đá nó ra khỏi nghị định của tiểu bang của chúng ta. Như tôi chia sẻ với anh chị em, họ đề nghị là sẽ đổi cái giấy khai sinh cho dân chúng ở tại tiểu bang Texas của chúng ta. Và những nơi khác họ đã làm rồi. Là sẽ không có cha của mẹ ở trong cái giấy khai sinh cho con em ở trong tương lai nữa, mà có phụ huynh thứ nhất và phụ huynh thứ hai. Họ đang cố gắng làm một công việc thay thế Đức Chúa Trời, đó là đang chuẩn bị để ghép tử cung của người phụ nữ vào một người đàn ông. Hy vọng là sẽ có thụ tinh nhân tạo và một ông sẽ có thể có bầu được. Nó là quái gở. Tự hình dung họ làm xong và có những đứa trẻ sanh ra như vậy. Thì chúng ta thấy những cái bất thường ở trong cái rất là bất thường đó, nó sẽ là rất là kinh khủng. Thôi, tin dữ, tin ác như vậy đủ để khích lệ chúng ta trong sự cầu nguyện. Ý tôi muốn chia sẻ điều này để thúc đẩy anh chị em. Và chúng ta nhìn lại những việc Chúa Ngài đang làm. Phục hưng thực sự xảy ra khi trái tim của những con người bắt đầu khao khát đeo theo Chúa. Như Thi Thiên 42 câu 1 đến câu 2. Khi bước đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời trở nên lối sống giữa những con cái của Chúa. Người ta không thể nào sống ở trong tội lỗi được, và trong sự kính sợ Chúa. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời bắt đầu hành động cả trong số của các thầy tế lễ cũng như giữa con dân của Chúa có cùng một biểu hiện. Từ hàng giáo phẩm cho đến con cái của Chúa, dân sự của Đức Chúa Trời. Tất cả đều được Chúa Ngài hành động và làm việc ở trên. Như lời của Chúa đã hứa ở trong Giô-ên chương 2 câu 28 đến 30. Khi nhiều người bắt đầu được thêm vào hội thánh của Chúa, và Chúa cho nhiều người được kéo vào trong hội thánh của Chúa qua những công việc của Chúa thu hút họ đến. Cảm ơn Chúa. Khi các dấu kỳ và phép lạ tiếp tục nhân lên giữa hội thánh của Chúa. khi bàn thờ cầu nguyện trở nên sống động với cường độ mạnh và sự điều đặn. Cảm ơn Chúa vì tinh thần cầu nguyện đang được dâng cao. Câu điều mà nó đẩy hội thánh của Chúa quỳ gối trước mặt Chúa sớm là bởi vì tội ác nó quá ác, việc xấu nó quá xấu. Con cái của Chúa biết rằng Chúa là giải pháp. Nếu không có sự vận hành của Ngài, không có sự thăm viếng lớn lao của Chúa, chúng ta không thể sống được. Như Indonesia, chúng ta đã thấy điều đó qua các thời đại. Hội thánh của Chúa khi đối diện với những thách thức lớn lao như vậy thì họ chạy đến với Chúa. Và hiện tại Chúa cũng cho tinh thần cầu nguyện của hội thánh của Chúa lên cao. Để những gì chúng ta thấy nhan nhản trước mắt của chúng ta, không có làm ra có làm ra không, thật cho là giả, giả cho là thật. Khi lời Đức Chúa Trời tiếp tục được gia tăng trong sự mặc khải và chiều sâu trong hội thánh. Cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ được Chúa Ngài tiếp tục dẫn dắt chúng ta, và chúng ta sẽ thấy những điều sâu nhiệm hơn trong lời của Đức Chúa Trời. Khi sự thông công trở nên niềm vui giữa các thánh đồ, không còn là gánh nặng nữa. Khi mỗi gia đình trở nên một hội thánh, nơi con cái Chúa thông công ở từng nhà, tại nhà của mình, thì giờ gia đình lễ bái, con cái họp lại với nhau, thông công, nhắc nhở nhau, lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng, đối đáp với nhau ở trong ơn của Chúa, một gia đình để ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, trong một mức độ, hôm nay chúng ta đang ở giữa một sự phục hưng vĩ đại trên hội thánh. Nhưng mà chúng ta cần phải đi đến chỗ thực tại này và cam kết với nhu cầu cần giữ lửa tiếp tục cháy. Cảm ơn Chúa vì những điều Chúa Ngài đã làm ở giữa chúng ta trong những tuần qua. Tôi cảm nhận một cái mức độ cứ gia tăng càng hơn. Như tuần trước tôi đã chia sẻ với anh chị em cái bức ảnh khi chúng ta đun nước 80 độ bắt đầu. Bình nước nó vẫn còn lạnh, nhưng mà gia tăng thêm, nó lên đến 100, 104, 105, lên đến 110. Và chúng ta tiếp tục cho lửa thêm, và chúng ta tiếp tục để cho mức độ chuẩn bị sẵn. Thì đến cái con số mà chúng ta thấy đó là khi 120 độ, nước bắt đầu sôi. Nó là một cái tiến trình. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ cứ tiếp tục tấn tới ở trong ơn của Chúa, khao khát càng hơn vì những gì Chúa Ngài làm, khiến chúng ta được khích lệ và chúng ta cứ tiến vào cho đến chừng cái nồi nước của chúng ta sẽ sôi. Chúng ta sẽ đi đến cái trạng thái là nước bắt đầu được đun sôi vì nhiệt độ đủ để việc đó có thể xảy ra. Cảm ơn Chúa. Thứ nhất, chúng ta phải nhận ra rằng mọi ngọn lửa phục hưng đều được đốt cháy bằng lời cầu nguyện và chức vụ của lời của Chúa. Nhưng mà cả hai, việc rao giảng lời của Chúa và giữ được đời sống của chúng ta cứ cháy bùng vào trong ơn của Chúa, đều được bảo vệ cũng như gia tăng bằng sự cầu nguyện. Không thể hầu việc Chúa với lời của Ngài một cách đầy ơn của Chúa được nếu thiếu sự cầu nguyện. Cũng không thể thấy được sự hiện diện quyền năng của Chúa thể hiện ra một cách hiển lộ nếu thiếu sự cầu nguyện. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta tiếp tục giữ cho lửa đốt cháy và đầy ơn của Chúa, để chúng ta có thể kinh nghiệm được lời của Chúa đến với chúng ta trong ơn của Chúa. Hơn nữa, trong cái thời gian phục hưng là cái thời điểm của sự viếng thăm thiêng liêng ở trên con dân của Chúa, thường mang lại một cái biểu hiện siêu nhiên và vinh quang của Chúa. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó. Tôi tin bằng hết tất cả tấm lòng của mình, có những điều Chúa Ngài sắp đặt. Có một số những cái dấu kế tiếp nữa là chúng ta xin để Chúa Ngài làm việc. Sáng hôm nay tôi gửi thư mời Sư Đồ Chuck Pierce đến để chia sẻ cho đại hội của chúng ta. Và chúng tôi tin rằng nếu Chúa cho ông có cái lời đó và công bố cho cộng đồng của người Việt ở tại thành phố Houston này. Suốt tháng 9 là tháng của sự cân đo của Đức Chúa Trời. Tháng 10 bắt đầu những việc lớn của Chúa xảy ra. Chúng ta có đại hội phục hưng. Joshua Chao là một biện giả thường trực cho trung tâm của một sư Shakespeare. Họ sẽ gặp nhau tháng 9 này. Và chúng ta nói cho một sư Shakespeare rằng, Apostle Shakespeare, Joshua Chao đã giảng ở tại đây năm rồi và sẽ trở lại năm nay. Họ ở trong cái tổ chức cái mạng lưới của những tiên tri và Chúa Ngài đang ban phước. Cảm ơn Chúa, Chúa Ngài sắp đặt và ông đến được với chúng ta. Thì sẽ thêm một cúc củi nữa cho cái ngọn lửa này. Xin Chúa cho nó cháy đến độ không còn có thể dập tắt được, không còn có gì có thể ngăn trở được. Amen anh chị em. Chúng ta cầu nguyện. Những cái sự sắp đặt của Chúa cứ được mở ra cho chúng ta, cho đến chừng ý của Chúa được nên, nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên trong ơn của Ngài. Chúng ta còn nhớ khi Ba-ti-mê nghe nói rằng Đức Chúa Giê-xu đang đi ngang đây, thì ông đã làm gì? Ông la lên. Những người môn đồ của Chúa rầy ông nói rằng đừng có làm phiền như vậy, đừng có ồn ào như vậy. Ông lại còn la lớn hơn nữa. Tại vì ông đã có một cái thái độ rằng khi Chúa Ngài đi qua, ông phải nhận được một cái phép lạ mà ông cần từ nơi Chúa. Ông không để Chúa Ngài đi qua khỏi ông. Amen anh chị em. Người bài nghe Chúa Giê-xu ở tại cái căn nhà đó, thì Kinh Thánh Chúa Giê-xu Ngài nhìn thấy đức tin của 4 người bạn. Nhưng mà tôi tin rằng cái ông này ông cũng phải bằng lòng. Trong ai tự nhiên chạy vào trong nhà khiêng luôn cái giường của cái người này mà người này không đồng ý. Ông sẽ la làng từ lúc ở nhà của ông đến cái chỗ đó. Nhưng mà dường như ông yên lặng và cộng tác, bởi vì ông cũng ước muốn được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu. Và khi nhà chật cả người không có lối vào, chúng ta thử hình dung họ khiêng ông lên trên mái nhà hay là trên sân thượng. Nhà của người Do Thái có cái tầng ở trên đó, cái sân thượng ở trên đó. Rồi họ khoét một cái lỗ, họ cột dây thừng và dòng ông xuống, để ông ngay trước mặt Đức Chúa Giê-xu. Anh chị em, nếu không có đức tin, chắc ông cũng la làng. Anh nói với anh sao ác quá vậy? Lỡ mà tuột tay thì tôi chẳng những bại mà chắc là cũng là chết. Nhưng mà ông cũng mong muốn ở trong hiện diện của Chúa. Anh chị em, lời của Chúa qua tiên tri của Chúa và những dấu hiệu trong những ngày qua, chúng ta thấy Chúa đang đi ngang tới đây. Xin Chúa cho chúng ta tối hôm nay trong sự cầu nguyện và trong những ngày sắp đến tinh thần của Ba-ti-mê. La càng lớn hơn nữa. Những cái việc gì nói càng muốn ngăn cản chúng ta càng la lớn hơn nữa. Cho đến chừng nào chúng ta nhận được điều chúng ta cần từ nơi Chúa. Chúng ta không chấp nhận lần này Chúa đi qua khỏi. Có một vài anh chị em hôm Chủ nhật đến và nói rằng mục sư ơi, tuyệt vời, em trước đây nghe nói về sự phục hưng hội thánh, nhưng mà em đến nơi thì chưa có kinh nghiệm đó. Bây giờ thấy Chúa Ngài bắt đầu làm việc, em tạ ơn Chúa. Có một người đã rời khỏi hội thánh 20 năm rồi. Trở về thì nói rằng thật là lạ lùng về cái bầu không khí cũng như là những điều Chúa Ngài làm ở giữa hội thánh. Bạn nên nói rằng tôi rất tiếc đã mất đi 20 năm của phước hạnh mà đáng lý phải có, vì đã ra đi. Tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ làm việc. Vì những người như người anh em đó đã theo dõi các bài giảng của chúng tôi trong nhiều năm qua một cách âm thầm, nhưng mà trong cái sự hối tiếc. Mình đã nghe lời người này, mình đã để cho việc kia kéo mình ra khỏi cái lò lửa phước hạnh ấm cúng của những gì đang diễn ra tại VBC Houston. Có người nói với tôi, mục sư từ lúc rời khỏi VBC, em nghe bài giảng của các mục sư ở các nơi, em không nhận được. Và em luôn có một cái cảm giác ở trong lòng là em thuộc về VBC, nhưng mà tại sao em lang thang ở đây? Xin Chúa Ngài cho để những đứa con đi lạc, những đứa con đã bỏ nhà ra đi sẽ được trở về. Amen. Vì chúng ta là những người làm cái quyết tâm như Ba-ti-mê. Lại Giê-xu con cháu vua David xin thương xót tôi cùng. Người ta nói cầu nguyện này nhỏ nhỏ thôi, ông còn la lớn hơn nữa. Nó cấm ha, tôi sẽ la lớn lên cho đến chừng mà Chúa Giê-xu Ngài sẽ đáp ứng lại. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta một cái từ mà trong nguyên tác rất là hay nếu chúng ta nghiên cứu. Thì Chúa Giê-xu Ngài dừng lại Ngài tức khắc. Trong tiếng Anh là he stopped on his track. His track là cái đường rầy đó. Chúa đang đi như vậy, thắng cái két dừng lại. Chúa kêu cái người đó đến đây. Lúc bây giờ thì những người cấm ông đó mới nói thầy kêu anh đừng sợ. Mấy anh làm cho tôi sợ, bây giờ mấy anh trấn an tôi. Tại vì Chúa biểu là họ phải đi đến và kêu. Và cuối cùng Ba-ti-mê đã nhận được điều ông ao ước. Khi Chúa hỏi ngươi muốn ta làm gì cho ngươi, con cũng được sáng mắt. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ đến với Chúa trong những ngày sắp đến trong thái độ đó. Nếu chúng ta nhận biết, nếu không có sự can thiệp siêu nhiên từ nơi Chúa, chúng ta sẽ là Ba-ti-mê của thời đại này. Có những điều anh chị em, chúng ta thấy tin tức họ nói như vậy đó, nhưng mà sự thật thì nó khác hoàn toàn. Có những điều ngày hôm nay chúng ta thấy trước mắt, chúng ta thấy người ta dàn dựng như là thật. Nhưng có những việc chúng ta biết nó không phải như vậy. Rồi có những cái điều tinh vi của ma quỷ trong những ngày sắp đến mà Chúa nghe báo rằng sẽ có sự bội đạo đó. Tức là những người đã có niềm tin ở trong Chúa mà cuối cùng bội đạo đó, thì nó phải là một cái sự phỉnh gạt lớn lắm, tinh vi lắm. Chúng ta cần Chúa. Xin Chúa Ngài mở mắt chúng ta như Chúa đã mở mắt Ba-ti-mê, để chúng ta chẳng những thấy đường đi mà chúng ta còn là những người hướng đạo cho những người khác. Vì thế giới đang rất là cần. Cảm ơn Chúa. Vì vậy mỗi người trong chúng ta cam kết cho ngọn lửa phục hưng bùng cháy qua những lời cầu nguyện, khẩn xin và cầu thay một cách mãnh liệt hơn trong những ngày sắp đến. Nó sẽ giúp tối đa hóa phước lành của mùa này ở trong mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu bảo rằng trong danh Ngài chúng ta có thể cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, Cha sẽ ban cho. Cảm ơn Chúa. Cảm tạ Chúa. Những lời điều sau đây sẽ hướng dẫn cầu thay của chúng ta được kết quả ở trong ơn của Chúa. Thứ nhất là sự tạ ơn. Hãy cảm ơn Chúa là Cha, cảm ơn Ngài vì đã làm đầy tràn mỗi thành viên của VBC Houston với Đức Thánh Linh và phước hạnh, qua đó khiến chúng con được hưởng ân thiên của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng con. Ông Mục Sư, mới con số à, cầu nguyện và công bố trong đức tin đi, Chúa sẽ cho tất cả. Tất cả. Roma chương 5 câu số 5. Và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn. Trông cậy Chúa, người ta có nói điên rồi, đức tin cuồng tín rồi, chưa có xảy ra mà cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa trước. Amen anh chị em. Vậy chúng ta biết những điều chúng ta cầu xin theo ý của Chúa. Chúa có hứa mà. Lời tiên tri của Ngài về sự phục hưng vĩ đại, Chúa có hứa mà. Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp ở trong lòng của chúng ta bởi Đức Thánh Linh sẽ được ban cho chúng ta. Tình yêu và sự hiện diện, tình yêu vô điều kiện của Chúa và bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta, Ngài sẽ rải khắp trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta, ai chúng ta cũng có thể yêu thương được. Thứ hai, lại Cha cảm ơn Chúa vì đã mang đến sự bùng nổ của các dấu kỳ và phép lạ trong tất cả các mùa vụ của chúng con ở trong năm 2023 này. Qua đó kéo đông đảo người vào vương quốc và vào hội thánh này. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi đang cân nhắc lịch của chúng ta. Chúa cho phép có sức, có khả năng và có sự đáp ứng của anh chị em. Chúng tôi sẽ cấp bách tổ chức các buổi tối thứ Sáu, chúng ta huấn luyện về trường chữa lành. Vì khi sự phục hưng xảy ra mà ngàn người họ đến đây nhu cầu chữa lành rất là nhiều, thì họ có thể ở trong sự hiện diện của Chúa được chữa lành đó. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp người ta cần, có những người đã được Chúa Ngài ban ơn phục hưng trước, những Joseph, để giúp đỡ cho các anh của mình, để họ được giải cứu, họ được phục hồi, họ được bảo vệ, họ được cứu trong ơn của Chúa. Nếu mà ở trường chữa lành, anh chị em dám hy sinh thêm trong mùa kiêng ăn của chúng ta, cả tối thứ Sáu để chúng ta về đây, để chúng ta được huấn luyện không? Amen. Cảm ơn Chúa. Anh Chúa Ngài ban phước để chúng ta, cái ơn Chúa chúng ta sẽ thực hiện điều đó. Điều này cũng cần đó. Bởi vì Chúa cho phép mọi việc diễn ra một cách đúng như chúng ta đang ao ước. Thì các địa điểm ở tại Việt Nam trong chuyến đi tháng 11 của chúng ta, thì cũng sẽ có rất là nhiều người có nhu cầu cần được cầu nguyện. Có những người đã được học rồi, bây giờ chúng ta tu nghiệp. Tại vì có nhiều khi để ý và thấy các anh em cầu nguyện thì cũng dần dần lùi về kiểu của truyền thống. Chúa bảo chúng ta chữa lành họ trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng ta nài nỉ Chúa chữa lành cho họ trong danh Chúa Giêsu. Hai cái khác nhau rất lớn ở trong tài liệu huấn luyện chúng ta đã được nhắc nhở. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Lý do mà tôi đặt câu hỏi đó, số người hiếu học, còn có những người mà chúng ta cầu nguyện để điều này sẽ xảy ra, đó là chúng ta tin chắc rằng Chúa Ngài sẽ hành động. Và chúng ta sẽ đưa những người bệnh đến, để có thời giờ để chúng ta có cơ hội để chúng ta có thể học cầu nguyện cho họ, dưới sự giúp đỡ của Thầy đang đứng kế bên cạnh, giúp cho chúng ta an tâm hơn thực tập. Giống như lúc chúng ta học đạp xe đạp đó, thì có người lớn chạy bên cạnh chúng ta, cầm cái tay lái, một cái cầm cái yên, Đến một lúc họ buông tay ra thì chúng ta chạy được. Mà một khi đã chạy được rồi, chúng ta sẽ không bao giờ quên nữa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục ban phước và sai phái các thiên sứ thu hoạch để tiếp quản lĩnh vực thu hoạch của chúng con. Qua đó huy động nhiều người vào hội thánh này vì sự cứu rỗi, giải cứu và bứt phá của họ kể từ khi được khải tượng ngập tràn bắt đầu. Cảm ơn Chúa, anh chị em yêu dấu. Như chúng tôi đã chia sẻ cho hội đồng của Liên Hữu Ân Tứ ở tại Pensacola, hội thánh Brownsville trước khi được sự phục hưng là hội thánh không có lớn. Và khi Chúa Ngài thăm viếng ở trên chỗ đó rồi, anh chị em biết là người ta từ 3 giờ sáng xếp hàng cho đến 7 giờ tối mới có buổi nhóm. Họ che dù, họ dựng lều, họ xếp hàng để có được một cái chỗ vào bên trong đó. Một mức độ của nhiều người ở tại nước Mỹ và thế giới đến độ chính phủ của thành phố, họ làm liền một cái phi trường quốc tế ở tại Pensacola vì cái cuộc phục hưng đó. Tôi chuẩn bị tinh thần của các anh em trong ban lãnh đạo, của trưởng, của các mục vụ. Chúng ta chuẩn bị. Chúa nghe cho phép và lời của Chúa trên qua tôi tới của Chúa không một lời nào rơi rụng xuống đất mà không ứng nghiệm, không thành sự thật đó. Thì có thể lắm. Điều mà Chúa cho một số anh chị em đã cùng thấy với chúng tôi. Người ta xếp hàng ở ngoài trước cửa của nhà thờ để chờ đến phiên của họ vào đây để được sự chữa lành. Tất cả các cuộc phục hưng đều có cái hiện tượng này xảy ra. Để trong sự hiện diện của Chúa người ta được sự chữa lành. Trong sự hiện diện của Chúa người ta được giải cứu. Cảm ơn Chúa. Mà chúng ta là những người mà xin Chúa Ngài cho để chúng ta sẽ nhận và được Chúa Ngài sử dụng. Nếu như lời của Apostle Shakespeare là trong tháng 9 này Chúa Ngài sẽ cân đo chúng ta, Ngài lượng giá cuộc đời của chúng ta. Thì tôi muốn trả lời trước mặt Chúa là con quản lý tốt cái ơn mà Chúa Ngài cho bằng cách là con huấn luyện và đào tạo thêm người. Cảm ơn Chúa. Thứ năm, lại Cha cảm ơn Cha vì đã phục hồi cách siêu nhiên sự vinh quang và màu sắc của mỗi thuộc viên hội thánh BBC Houston bằng cách chấm dứt sự xấu hổ và vì lời tiên tri ngập tràn công bố ở trên hội thánh. Cảm ơn Chúa. Tôi biết anh chị em đã thắng nó từ lúc nào. Cá nhân tôi thì đã thắng nó khi tôi tiếp xúc với chức vụ của một sứ giả phục hưng nữa của Argentina là Escivoso. Và trước đó đi đâu tôi cũng hãnh diện tự giới thiệu mình. Tôi là một người tị nạn. Tôi là một thuyền nhân. Mặc dù mình đã có quốc tịch Mỹ lâu rồi, vẫn là tôi là người tị nạn. Cho đến khi có cái lời khích lệ đó rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng anh để làm những công việc lớn, đem lại phước hạnh cho đất nước này. Ông nhìn tôi như là không dám tin. Ông nói trở về và xem lại trong Kinh Thánh. Tất cả những sự vận hành lớn lao giải cứu của Đức Chúa Trời đó, Ngài luôn làm việc qua một người di dân. Joseph, Daniel, nhiều con người nữa. Những con người tị nạn, những con người di dân, những con người không sống ở tại quê hương của mình, ở nơi đất khách, Đức Chúa Trời sử dụng họ một cách lớn lao. Dường như Đức Chúa Trời Ngài có thể cho cái người ở bên ngoài đi vào đó thấy công việc nó rõ hơn là những người trong cuộc. Vì có những người họ lớn lên ở tại Mỹ này, đi nhà thờ từ nhỏ, cũng học thánh kinh mùa hè gì đó, rồi lớn lên bỏ Chúa, đi đến trường đại học, đến tuổi đại học là bỏ mất, không bao giờ trở lại với nhà thờ nữa. Và đối với họ chuyện đó là thường. Hồi nhỏ thì mình đi nhà thờ, chứ còn lớn lên bây giờ mình không ngoan rồi. Tôi có dịp nói chuyện với ông láng giềng của tôi. Hỏi thì ông nói rằng tôi là người Công giáo, nhưng bây giờ anh biết rồi, tôi bây giờ là một khoa học gia, tôi là bác sĩ xạ trị, thì đức tin của tôi bây giờ phải là như một khoa học gia chứ. Tôi cười, tôi nói ý muốn nói là niềm tin của chúng ta nơi Chúa là lạc hậu à. Ông nói không, tôi không dám nói như vậy, nhưng mà ý của anh là như vậy. Tôi bây giờ là một khoa học gia. Tôi trả lời, tôi nói rằng có nhiều khoa học gia kính sợ Đức Chúa Trời lắm ạ. Xin Chúa Ngài làm việc để những cái gì mà chúng ta có thể xấu hổ, chúng ta thấy mình là không có giá trị, Chúa Ngài sẽ cất khỏi. Lời mà Chúa dùng Shakespeare để nói đó là sẽ có những sự vận hành của Chúa bắt đầu trên thành phố Houston. Và Chúa sẽ làm qua người Việt Nam. Và cái câu kế tiếp là hãy nói cho người Việt Nam ở tại Houston rằng Đức Chúa Trời sắp sửa interrupt đời sống của họ. Tôi tìm hoài cái tiếng Việt của chúng ta cái chữ interrupt. Theo từ điển, interrupt có nghĩa là Chúa Ngài làm cho nó xáo trộn. Nó cũng không đúng. Vì Đức Chúa Trời khi Ngài có thể can thiệp vào làm cho chúng ta không giống như trước, không bình thường nữa. Nhưng mà Chúa làm thì không phải là xáo trộn. Chúa can thiệp vào. Như chúng ta cần phép lạ, Chúa can thiệp. Như chúng ta nằm lâu cái chỗ chúng ta quen nằm, Chúa làm chúng ta nằm không êm nữa. Như đại bàng mẹ thấy con của mình nó có lông có cánh đủ rồi mà nó không chịu bay, cho nên cái tổ đó dẫn ổ của mình bằng cách là gỡ đi mất mấy cái mà êm như là cỏ lá này kia, nó thả ra hết, cuối cùng chỉ còn gai không, nằm không êm nữa. Chúa can thiệp vào để chúng ta sẽ không đi đến chỗ bội đạo ngồi lạnh. Chúa sẽ làm cho chúng ta đứng ở trên chân của mình, chúng ta sẽ tung cánh bay như Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Giô-ên chương 2 câu 30 câu 23 cho đến câu số 26. Hỡi con gái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng sẽ tràn rượu mới và dầu. Ta sẽ đền bù cho các ngươi mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi. Các ngươi sẽ đủ ăn và được no nê. Các ngươi sẽ ngợi khen danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là Đấng đã xử với các ngươi một cách lạ lùng, rồi dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. Cảm ơn Chúa. Một cái sự cất nhắc của Chúa, một sự ban phước của Chúa, đông đầy của Chúa, khiến cho chúng ta thấy những gì mất bây giờ được phục hồi, những gì mà chúng ta không có, Chúa làm cho chúng ta có. Và Chúa Ngài cất nhắc chúng ta lên ở trong vị trí phước hạnh, để chúng ta sẽ đủ ăn và được no nê. Cảm ơn Chúa. Đủ ăn mà dừng lại thì có người là thỏa lòng nữa. Nhưng mà khi Chúa Ngài ban phước thì không có vừa đủ xài, Chúa cho dư thêm. Tại sao? Vì nó phải tràn ra cho những người bên ngoài. Nếu nó vừa đủ, những cái chén của chúng ta nó mới vừa đầy đến cái miệng chén thì chúng ta không tràn ra ngoài được. Mà chén của tôi đầy tràn, như David đã nói, thì nó phải đầy rồi nó mới tràn ra ngoài. Xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Thứ sáu, Chúa ơi, cảm ơn Cha vì đã khiến mọi người ốm đau trong chúng con được lành bởi quyền năng của lời Ngài. Cảm ơn Chúa. Hôm Chủ nhật có những người được lành một cách rất là lạ lùng. Và chúng tôi cảm ơn Chúa. Tôi nghe anh Hải báo cáo Chúa biết bác Hoàng hôm nay đã khỏe rất nhiều. Và nếu không có gì thay đổi, Chủ nhật tới này có thể bác sẽ đi nhóm được với chúng ta. Những người trong cuộc biết, như anh Hải biết, có những cái khoảnh khắc mà bác sĩ đã nói rằng cho ông ra hospice. Tức là họ dừng lại cái sự điều trị. Để nếu ông có đi thì ông đi một cái tự nhiên, chứ không còn nhờ cậy vào máy móc nữa. Để mà Đức Chúa Trời giữ ông sống. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện riêng và khi ráp lại với anh Hải và các anh em của anh Hải, anh và chị của anh Hải, thì chúng tôi cầu nguyện một cái lời cầu nguyện mà Chúa Ngài đặt để trong lòng của tôi để cầu nguyện trong ngày qua. Nếu giờ của anh em của chúng ta đã hết, sẽ được Chúa Ngài tiếp rước đi. Mà ở lành trước khi rước đi, vì chúng con đã được lành ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Anh Hải và anh chị của mình cũng cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, thế hệ của ba má của con kinh nghiệm Chúa trong những chuyện rất là tuyệt vời đó mà chúng con chỉ nghe kể. Bây giờ xin cho ba của con được lành và được phục hồi, để thế hệ của con có thể kinh nghiệm Chúa ở trong mức độ lớn hơn mà chúng con chưa từng có. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời trân quý những tinh thần như vậy, và Chúa Ngài đang đáp lời. Chúng ta cầu nguyện để điều này sẽ xảy ra. Bác sẽ có mặt với chúng ta trong những ngày sắp đến để thờ phượng Chúa, để nói lên sự thành tín của Chúa. Ngài là Đấng đang tỉnh thức, đang nhìn xuống để làm trọn những điều Ngài đã hứa, làm thành những điều Ngài đã hứa. Thi Thiên 107 câu 20, Ngài ban lời của Ngài và chữa lành họ, cứu họ khỏi mồ mả. Cảm ơn Chúa. Đây là những điều mà tôi khuyến khích và mời anh chị em chúng ta cầu nguyện, tha thiết cầu nguyện. Một số các điểm mà chúng ta đã cầu nguyện trong những ngày qua, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Việt Nam, cho cái tượng Việt Nam sẽ được cứu. Bởi vì điều này phải xảy ra. Việt Nam phải được cứu. Việt Nam sẽ được cứu trong những ngày sắp đến. Tôi cầu xin Chúa Ngài gieo cái tượng này trên tất cả các lãnh đạo, mục sư, hội thánh Chúa trong nước cũng như tại hải ngoại. Với giây phút mà chúng ta thấy tinh thần lên cao, và nhất là kể từ lúc mà Chúa cho để mọi người lại thấy ở tại thành phố, khi người truyền giáo Franklin Graham về đó, với mức độ chừng đó người, và chứng kiến những việc Chúa làm, rất là một ban hát người Mỹ hát tiếng Việt ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Mà không phải chỉ những người ở tại cái sân bãi đó, nhưng mà nhà của các khu ở lân cận đó đều nghe hết âm thanh, khiến cho hội thánh của Chúa rất là được khích lệ. Xin Chúa nghe cho để các đệ tớ của Chúa tất cả đều sẽ nhìn lại và thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài có quyền để làm. Ngài đã làm cho các đất nước khác, các châu lục khác, thì Chúa Ngài cũng có thể làm cho Việt Nam của chúng ta. Cầu xin để có sự hiệp nhất giữa hội thánh của Chúa. Trước đây chúng tôi nói khó để có sự hiệp nhất, bây giờ tôi cầu nguyện là sẽ có sự hiệp nhất. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Tôi cầu xin Chúa Ngài ban 595 tường thành của người lính canh sẽ mọc lên với các cái tường thành này, và Chúa Ngài cho sẽ có 100.000 thành viên được Chúa Ngài kết nạp để làm công việc này. Và Chúa Ngài đang dấy lên những mạng lưới cầu nguyện khác nhau. Nếu Chúa cho phép thì trong kỳ đại hội này của chúng ta cũng có ít nhất là 4 mạng lưới, có hàng ngàn người trong các cái mạng lưới này sẽ về dự đại hội với chúng ta, và chúng tôi sẽ có dịp để chia sẻ và khích lệ cũng như là động viên để chúng ta sẽ nới rộng cái tầm ảnh hưởng trong những ngày sắp đến và gieo khải tượng để sẽ có một khải tượng lớn hơn cho Việt Nam của chúng ta. Giúp tiếp trợ tài chính cho khải tượng. Về các sinh hoạt của chúng ta, anh chị em cầu nguyện cho các mục vụ trong hội thánh. VVC Kids đang được Chúa Ngài ban phước ở trong những ngày qua, và sự lãnh đạo mới của cô Thiên Ân cũng như Carol có những cái nét tươi mới sắp đặt trở lại trong một sinh hoạt, và chúng ta thấy cái tổ chức của chúng ta có cái sức để có thể chịu đựng được sự tăng trưởng về con số ở trong những ngày sắp đến. Để xin Chúa Ngài ban phước càng hơn cho VVC Student. Tối thứ Bảy có dịp nói chuyện với một sư Xem hơn 2 giờ đồng hồ về từng em đã được Chúa Ngài ban phước như thế nào. Cảm ơn Chúa. Tất cả những đứa nhỏ, những em thiếu niên mà chúng nó cùng tấm lòng khao khát Chúa, Chúa Ngài đang làm việc trên các em một cách rất đặc biệt. Chúng ta cầu nguyện để điều này cứ mỗi lúc một gia tăng. Bởi vì có một lời tiên tri cho thế hệ này cũng là một lời tiên tri rất là khích lệ. Chúa sẽ dùng Gen Z để đem nhiều người đến với Chúa. Vì chúng ta biết cái lứa tuổi này hiện tại đang sống trên mặt đất này rất đông, theo tỷ lệ phần trăm. Xin Chúa Ngài ban phước. Chúng ta cầu nguyện cho các lớp học kinh thánh, hội thánh đơn giản, các lớp huấn luyện về Growth Track, tiến trình tăng trưởng sẽ được Chúa Ngài tiếp tục sử dụng. Như chúng ta biết là để trở nên trụ viên chính thức của VBC Houston và để có thể giữ phần phục vụ trong hội thánh, thì tất cả mọi người đều phải đi qua cái tiến trình tăng trưởng này. Xin Chúa Ngài giúp đỡ anh chị em tha thiết cầu nguyện cho để sẽ có một sự hiệp tác của con cái của Chúa trong hội thánh, lâu năm hay là người mới tin Chúa đều sẽ đáp ứng để chúng ta sẽ xóa một cái tình trạng mà chúng ta thấy rằng cái chén thứ ba, cái chén của sự cứu chuộc, thì gần 80% con cái của Chúa khắp nơi trên thế giới chưa bao giờ uống. Họ có tin Chúa, họ có đi nhà thờ, nhưng ít có nơi nào giúp đỡ để con cái của Chúa khám phá ra được khả năng ân tứ và sự kêu gọi để có thể đứng vào phục vụ đúng theo như điều Chúa Ngài đã định cho mình. Nhà phải yêu mến Chúa thì Chúa giao, hội thánh giao việc gì, mục sư giao việc gì cũng làm. Để nó có thể nó có kết quả đó, nhưng mà không có thỏa lòng. Là bởi vì mình làm phục vụ ở trong cái mục vụ thứ yếu của mình. Nhưng mà khi chúng ta làm việc theo và phục vụ theo cái chính yếu của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ kết quả và đầy sự thỏa lòng. Cảm ơn Chúa vì chúng ta làm đúng việc và đúng ơn mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta làm đúng cái việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chị em thưa nhung, nếu chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta đi nhà thờ có thể là 30 năm, 40 năm. Chúng ta làm đủ một thứ, đến khi gặp Chúa, Chúa hỏi cái việc lành mà ta đã sắm sẵn trước cho con làm theo, con đã làm như thế nào? Dạ Chúa, con đâu biết việc lành gì. Việc lành mà ta đã tái dựng con và sắm sẵn trước cho con làm theo. Dạ con đâu biết con có chuyện đó đâu. Không, ta đã nói trong lời của ta. Và đó là vấn đề rất là nghiêm trọng lên chị em. Lý do mà Chúa Ngài quở cái đứa đầy tớ mà đem một ta lân đem giấu, mà Chúa gọi nó là đầy tớ gian ác á. Tại sao? Tại sao cái người này đem giấu mà cái ta lân mà chủ ban cho, mà chủ lại mắng một cái câu như vậy? Tại sao gọi nó là gian ác? Bởi vì cái ta lân đó khi đem đầu tư đúng và hoạt động, cái phước hạnh từ nơi cái ta lân đó có thể giúp cho rất là nhiều người. Nhưng mà người này đã cố tình giấu cái ơn mà Chúa Ngài đã ban cho chủ đã nhau trong tay của mình, để những người mà đáng lý được phục vụ bởi những cái ơn đó đó, họ bị tước đoạt đi, cho nên chủ mới mắng nó là đứa đầy tớ gian ác. Nó ác là bởi vì thấy chết mà không cứu, cũng như là không làm cái việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho. Rồi cái người đầy tớ, hai người đầy tớ mà đã làm lợi ra, thì chủ nói gì? Hỏi đầy tớ nhai lành và trung tín. Chữ trung tín có nghĩa là làm đúng và làm một cách thường trực những cái gì mình đã được giao cho. Được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa ngươi. Đó lý do mà chúng tôi tâm quyết phải giúp đỡ cho con cái của Chúa cho bằng được. Bởi vì trên một mặt, tôi có những ta lân Chúa Ngài giao cho, tôi sẽ bằng đủ một cách để làm lợi nó, trong việc huấn luyện, trong việc trao khải tượng, trong việc trang bị để các anh chị em khác có thể bước vào trong đúng theo như điều Chúa Ngài định, làm trọn cái việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước cho làm theo. Và trên một phương diện, nếu chúng ta không làm việc đó, không ai có thể thay thế cho chúng ta được. Và đó cũng là một lý do khác nữa mà Chúa mắng là gian ác là như vậy đó. Vì có những người bạn trong cùng sở làm của chúng ta, của anh chị em, tôi không có đi vào trong sở đó để làm chứng cho họ được, chỉ có anh chị em làm được. Có những người trong gia đình gia tộc của anh chị em, tôi không có đến đó làm chứng cho họ được, mà chính anh chị em làm công việc đó. Nếu chúng ta ngồi ở trên những cái phước hạnh mà Chúa Ngài cho chúng ta mà chúng ta không triển khai nó, không ai thế chúng ta được hết. Những người đó sẽ bị chính chúng ta tước đoạt lấy họ những phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho. Trong chứng vào hội Chúa có những giây phút mà tim của tôi nó rướm máu lên chứ. Tôi như năn nỉ, nhưng họ đã quyết định mình không thể làm cái gì khác nữa. Trước đây có hai cô thiếu nữ trong hội thánh, nhờ chúng tôi cầu nguyện từ lúc tin Chúa và đến sinh hoạt của thánh, nhờ chúng tôi cầu nguyện. Báo cáo cho biết cha mẹ gần hơn với đức tin rồi mục sư. Ô, ba mẹ gần hơn. Đến một ngày đến và nói, mục sư, tụi con phải bỏ hội thánh này đi nhóm với hội thánh Mỹ. Tôi nói, ủa? Rồi còn cái cam kết giữa mục sư với các con cầu nguyện cho ba mẹ của con. Bây giờ ba mẹ sắp đến với Chúa rồi, bây giờ con đi thì con đốt cái cầu này. Đứng nó suy nghĩ chút, nó nói, dạ, tụi con quyết định đi. Tin tức mới nhất chúng tôi được nghe là cha mẹ bây giờ còn sùng hơn với cái đạo của họ, mà trước đó họ sắp bỏ để qua Chúa rồi. Có những trường hợp như vậy chúng ta nói rằng, ok, những cái con người mà kéo những người đó đi ra đó, họ cũng phải trả lời trước mặt Chúa về cái sự lôi kéo của họ. Tôi làm hết phần của mình, nhưng mà không quyết định thay thế cho ai được. Chỉ có thể dắt anh em đi đến cái chỗ xa nhất tôi có thể dắt được, để trao tay họ cho Đức Chúa Trời. Còn phần còn lại là quyết định của họ. Chúng tôi cầu nguyện cho sự chữa lành và phục hồi sức khỏe của bác Thái Bá Hoàng. Chúa hoàn tất những gì cần thiết để bác có thể sống thêm với chúng ta nhiều năm nữa, trong chức vụ cầu thai, trong lời làm chứng và sức khỏe của bác, người lớn tuổi vẫn trung tín trong sự hầu việc Chúa. Giống như cụ Vĩnh, mẹ của cô Quách Thúy. Nhiều năm trước, cái cuốn tim của bà nó đã nở ra như cái bong bóng rồi, nó có thể bể bất cứ lúc nào. Bác sĩ nói rằng nguy hiểm lắm á. Rồi tạ ơn Chúa, Chúa đáp lời cầu nguyện của gia đình của chúng tôi. Chúa cho cụ sống cho đến ngày hôm nay. 90 mấy rồi cô Thúy. 97. Chúa cho thêm 10 năm nữa. Ngợi khen Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho bác Tài, mẹ của cô Loan. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ. Có thể anh chị em ở xa không thể nghe được. Bác Tài là người mẹ của cô Loan đó. Thì huyết cầu bị thiếu ở trong thân thể. Và cảm ơn Chúa vì cô Thúy vừa mới được cái tin mới nhất, đó là Chúa đang chữa lành, phục hồi, và bác Tài đang huyết cầu đang được gia tăng lên với mức độ đúng cần. Thật là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện Chúa Ngài hoàn tất công việc của Ngài trên bác Tài cũng như bà Linh. Xin Chúa Ngài ban phước cho trong ơn của Chúa. Chúng ta tha thiết cầu nguyện cho công tác chuẩn bị cho Đại hội Phục Hưng. Có cái tính của thiên mệnh anh chị em. Vì năm nay là năm thứ 20. Năm nay là năm mà trong lúc chúng ta chuẩn bị thì lại nghe có những lời khích lệ như vậy. Cho nên xin nhớ và cầu nguyện cho Chúa Ngài ban phước. Về diễn giả, xin thêm vào, ngoài các diễn giả đã đáp lời với chúng ta, còn một người mà mới đây chúng tôi có một cái cảm nhận Chúa Ngài hướng dẫn tôi để lên tiếng mời. Biết đâu chừng ông đến được nữa thì chính miệng ông mà nhắc lại điều Chúa Ngài đã công bố, thì không những chúng ta mà nhiều anh chị em của chúng ta sẽ được khích lệ. Vì tôi tin rằng Chúa không có nói là VBC Houston, mà Chúa nói ngoài người Việt Nam. Điều đó chúng ta cầu nguyện để sẽ có các mục sư, các con cái của Chúa. Họ đã đứng ở xa để bên ngoài gọi chúng ta là tà giáo. Bây giờ bởi cái ý định Đức Chúa Trời toàn định làm, họ sẽ nhảy vào dòng chảy. Như bà Timê, như người mù, nhảy vào trong dòng chảy. Bởi vì chúng ta cần thêm những nhân chứng để nói về công việc Chúa Ngài làm. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm với bất cứ những ai sẵn lòng để Chúa làm việc qua đời sống của họ. Có những lúc mình cảm thấy khó không? Nhưng mà tôi được Chúa Ngài nhắc nhở, nếu một sao lơ bắt bớ hội thánh của Chúa, bỏ tù, giết chết con cái của Chúa, bắt bớ, rồi còn có giấy phép của nhà cầm quyền để đi và bắt bớ hội thánh của Chúa, mấy ngày sau có thể đứng giảng về Đức Chúa Giêsu Christ và biện luận binh vực danh của Ngài. Ai Chúa cũng có thể sử dụng được. Nhưng là có một sự gặp gỡ Chúa một cách đặc biệt ở trong ơn của Chúa. Chúa ban ơn trên việc ghi danh, cho việc xin visa của các mục sư, các con cái của Chúa lãnh đạo từ Việt Nam sẽ được Chúa Ngài ban phước và họ sẽ được visa. Và Chúa định ai sẽ đến để tham dự sẽ được Chúa Ngài ban phước. Chúng ta cầu nguyện cho các con cái của Chúa ở tại nước Mỹ này. Có một số nghe thì rất thích nhưng mà cũng lo ngại. Đi rồi sự phục hưng nổ ra, lại bỏ về không được đó, thì sẽ ở lại Houston lo ngại rồi chuyện gì xảy ra ở tại nhà vân vân. Anh em cũng đang có cái sự suy nghĩ đó. Mà thật anh chị em, luôn cả trong hội thánh chúng tôi cũng đặt cái điều này, và chúng tôi đã sắp đặt một số những công việc. Thí dụ để chúng ta cũng ước mơ nha, với sự phục hưng xảy ra thì tất cả mỗi ngày ở trong tuần chúng ta vẫn tiếp tục, nếu sự hiện diện của Chúa mạnh mẽ như tại Canterbury kéo dài 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần mà kéo dài gần 3 tuần lễ như vậy. Thì lúc đó là giấy phòng vệ sinh, giấy chùi tay, tất cả mọi thứ tại đây. Rồi chúng ta cũng phải chuẩn bị nước giải khát cho anh em, yểm trợ để tạo điều kiện cho người ta có thể đến đây. Rồi ban hát dẫn, một ban hát ngoài đâu nổi, phải có người để sai thế, phải có một sự điều động siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Lý do mà chúng tôi nói đến cái tiềm năng của việc nó có thể xảy ra đó, vì có một lúc khi chúng ta mất một số người đi với các mục sư, phụ tá đi để mở hội thánh khác đó, thì chúng ta chỉ còn có một ban, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt có một ban thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho thêm những thành viên, có những tay trống, tay bass, có những người về để dự phần với chúng ta ở trong những ngày gần đây. Thì tôi tin rằng chúng ta có thể căng đáng được. Khi Chúa Ngài thăm viếng, Ngài thêm sức, Ngài sẽ điều động người, Ngài sẽ giúp đỡ. Cảm ơn Chúa. Những người lo nặng về vấn đề tổ chức, đối với họ ngày Chủ nhật vừa qua là điều rất khó để chấp nhận. Có người đến hỏi tôi, Ông sư có cảm thấy buồn khi mình không được giảng bài giảng của mình không? Câu Hội Thánh, anh em của chúng ta, mục sư trưởng bị buồn vì ông mục sư đã được mời để giảng bài giảng của ngày đó. Hội Thánh được Chúa thăm viếng rồi không có ai giảng hết. Có một sự hiểu lầm là ban hát cố tình hát riết hết giờ luôn. Và tôi trả lời, tôi nói ồ, cảm ơn Chúa vô cùng. Bởi vì thật ra tôi giảng hay là một sư xem giảng đều là một cái sứ điệp, cùng một phần Kinh Thánh. Cho nên không quan trọng. Ồ, nhưng mà một sư là một sư trưởng lại thông dịch cho một sư phụ tá của mình, cũng là con trai của mình. Không sao. Con lừa Chúa còn có thể sử dụng được. Mình là ai? Bằng lòng ở trong tay của Chúa. Chúa Ngài sẽ sử dụng, Ngài sẽ ban phước, miễn là sứ điệp được đến với Hội Thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các đại hội ở Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Chúa cho các địa điểm có thể liên lạc, xin giấy phép, vân vân. Có rất là nhiều điều mà chỉ có Chúa can thiệp, Ngài kết nối, Ngài sắp đặt mọi công việc thì nó sẽ diễn ra một cách tốt đẹp. Bởi vì chúng ta ao ước là sẽ có 5 địa điểm. Tổ chức một địa điểm là người ta đã nhức đầu rồi. Chúng ta thì phải liên lạc từ xa để tổ chức điều này. Mà Chúa cho từ năm 2016 cho đến bây giờ có những mức độ, có những cái số địa điểm khác nhau. Nhưng mà Chúa Ngài đã điều động. Chúa dắt chúng ta đến đây, Ngài sẽ dắt chúng ta đi tiếp. Cho nên Hội Thánh xin nhớ và cầu nguyện cho, để Chúa Ngài ban phước và cái gánh nặng, những chuyện mà người ta nói rằng không biết lo đó, thì chúng ta có thể giao cho Chúa hoàn toàn. Để chúng ta thật sự là không biết lo, để Chúa lo. Chúng ta có lo liệu, nhưng mà chúng ta không lo lắng. Lo liệu về vấn đề tổ chức, nhưng mà lo lắng là ngồi đó sợ chuyện này chuyện kia nó có thể xảy ra và chúng ta sẽ gặp trở ngại. Giao cho Chúa tất cả. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đi vào trong sự cầu nguyện ở trong nhà này. Và khuyến khích anh chị em, chúng ta cùng nhau gõ cửa thiên đàng. Chúng ta hết lòng thưa với Chúa và trong ơn của Ngài. Cầu nguyện như thái độ của Ba-ti-mê, của người bại, được các bạn khiêng mình đến sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu. Và khi cần, bằng lòng, can đảm để các bạn thòng mình xuống từ trên nóc nhà để có thể được ở trước mặt Đức Chúa Giê-xu. Trong ơn của Chúa, Chúa Ngài ban phước trên chúng ta. Trong ơn của Chúa, và tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện lương tiếng để các anh chị em ở xa cũng có thể cùng amen với chúng ta. Trong ơn của Chúa, Cha dấu chúng con cảm ơn Ngài, vì chúng con được Đức Thánh Linh Ngài giúp đỡ để chúng con có thể dám ước mơ. Ở trong ơn của Chúa, có những trường hợp, có những lĩnh vực chúng con lại ước mơ trở lại, vì chúng con thấy việc Chúa làm, vì chúng con nghe ý định Chúa Ngài toan định làm. Nó lại Chúa dấu chúng con dâng lên trước mặt Ngài nhu cầu của chúng con, vì chúng con đã thấy tình hình của những việc diễn biến ra ở giữa thế giới của chúng con ngày hôm nay, ở trong xã hội, ở trong đất nước xứ sở mà chúng con đang sống. Chúng con thưa với Chúa rằng Chúa ơi, chúng con cần phục hưng hơn bao giờ hết. Vì Hội Thánh của Chúa là trái tim của đất nước, của xứ sở. Lạy Chúa, nếu trái tim mà nó bệnh hoạn thì thân thể không thể nào khỏe mạnh được. Lạy Chúa, xin phục hưng Hội Thánh của Ngài, và chúng con sẽ thấy bởi sự phục hưng lan tỏa ra, ảnh hưởng ra, trào ra từ Hội Thánh của Chúa sẽ đi vào các cộng đồng, sẽ đi vào thành phố, sẽ ảnh hưởng một cách lớn lao. Ở trong ơn của Ngài, lạy Chúa, xin phục hưng Hội Thánh của Ngài mà bắt đầu là mỗi đời sống của chúng con. Ở trong ơn của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa Ngài giúp đỡ để số những tấm lòng con cái của Chúa thuộc về VBC Houston tại đây, những mạch nước đầu nguồn này, Chúa Ngài cho chúng con có nhiều người khao khát càng hơn nữa để đeo đuổi Chúa, để chúng con sẽ như Ba-ti-mê, lạy Giê-xu con vua David, xin thương xót chúng con cùng. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin sự thương xót của Ngài đổ xuống. Xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con, để như Ba-ti-mê được Chúa gọi đến, và chúng con có thể nghe câu hỏi trực tiếp từ nơi Chúa: Ngươi muốn ta làm gì cho Ngươi? Và chúng con có thể thưa với Chúa rằng lạy Chúa, chúng con muốn được sống, chúng con muốn được phục hưng, hầu cho đời sống của chúng con được Chúa Ngài ban phước, để chúng con cũng sẽ đem lại sự phấn hưng. Ở trong ơn của Chúa, vì nhiều người được phục hưng, chúng con sẽ là một đạo quân lớn như Chúa Ngài đã bày tỏ. Rồi chúng con đối với các bộ xương khô được phục hồi thì nó không phải chỉ là những con người bình thường nữa, nhưng mà sẽ là một đạo quân lớn ở trong sự điều khiển của Chúa, của Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con tha thiết kêu xin Ngài, lạy Chúa, xin hành động, xin Chúa Ngài làm việc và bởi ơn của Ngài. Chúng con tràn đầy ơn của Chúa, chúng con tín nhiệm được quyền năng của Ngài. Lại Đức Chúa Trời của chúng con, ôi Thánh Linh ơi, hội thánh của Ngài cần được nghe tiếng phán của Ngài. Ôi lại Chúa, không thể nào chấp nhận được Chúa ơi, hội thánh của Chúa bây giờ muốn nghe những con robot giảng cho họ nghe. Chúng con chấp nhận điều đó. Và chúng con đứng vào trong vị trí hội thánh của Ngài, và chúng con xin Chúa Ngài tha thứ cho. Thật còn tệ hơn, dân sự của Chúa năm xưa đã bỏ dòng nước sống để đi tìm những cái hồ chứa nước, hồ nứt ra và không còn một giọt nước nào. Buông tay Đức Chúa Trời hàng sống để nắm tay loài người xác thịt đã là điều quái gở rồi. Và lại Chúa, bây giờ người ta còn đến với những con robot là tạo vật của những tạo vật và muốn nó giảng dạy giúp đỡ cho mình. Ôi thật là một điều không thể chấp nhận được. Nên chúng con đứng vào trong vị trí của những người cầu thai, và chúng con thưa với Chúa rằng chúng con không chấp nhận điều đó. Là hội thánh của Chúa, chúng con thưa với Chúa rằng lạy Chúa, nhưng chỗ đó người ta có thể đang đi vào trong chiều hướng đó, nhưng mà chúng con thưa với Chúa rằng lạy Chúa, xin can thiệp vào để hội thánh của Ngài, như lời của Chúa đã báo cho chúng con biết, trong những ngày cuối rốt Chúa sẽ đổ thân của Ngài trên mọi loài xác thịt. Chúng con sẽ thấy rằng người ta sẽ nhanh chóng bỏ những cái tiếng nói của AI, của những con robot, và trở lại với Đức Chúa Trời hàng sống, với linh của Đức Chúa Trời hàng sống, để chúng con nhận sự dẫn dắt, ban phước, đổ ơn, sức giàu của Ngài và lời của Ngài, sử dụng ban phước để chúng con có sứ đẹp, chúng con có lời của Chúa, để chúng con sẽ rao giảng như những người có một môi miệng được dạy dỗ, để chúng con có thể lấy những điều Chúa Ngài dạy dỗ chúng con, và bởi môi miệng của chúng con sẽ giúp đỡ cho những người ngã lòng, cho những người cần sự giúp đỡ. Ở trong ơn của Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Cho dấu ban phước và bởi ơn của Ngài, hội thánh của Chúa, chúng con sẽ kinh nghiệm được ơn của Chúa. Sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ gia tăng ở giữa chúng con, tội lỗi được giải quyết. Và trong mỗi lần chúng con nhóm nhau lại thì Chúa Ngài có thể đun cho nước của chúng con sẵn sàng đến độ, đến mức độ hội đủ sức nóng để chúng con sẽ được đun sôi trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì những ngày qua, từ ngày một chúng con thấy mức độ của lửa, của công việc Chúa làm đang khiến cho chúng con gần hơn với độ nóng mà chúng con sẽ được đun sôi trong ơn của Ngài. Xin tiếp tục làm ở trong ơn của Chúa. Xin dẫn dắt chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã làm cho thế hệ của những người trẻ mà chúng con đã ôm ấp, chúng con đã cầu thai cho họ, bây giờ thấy Chúa Ngài đáp lời và họ đang được Chúa Ngài hành động. Xin Chúa Ngài tiếp tục làm việc, lấy miệng trẻ thơ để con đang bú lại Chúa mà làm nên năng lực của Ngài, để chúng con sẽ thấy những việc lớn lao xảy ra trong những ngày sắp đến, để chúng con thấy tất cả mọi lứa tuổi trong hội thánh đều sẽ được Chúa Ngài ban phước, sử dụng một cách đầy ơn của Ngài, trong ơn của Ngài. Tạ ơn Chúa vì dấu kỳ phép lạ liên tục xảy ra. Tạ ơn Chúa vì số người tin Chúa ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài cho nhiều thân hữu được đến với hội thánh ở trong những ngày qua. Chúa ơi, xin làm lớn hơn nữa trong ơn của Ngài, kéo người, ban phước ở trong ơn của Ngài, đến thăm viếng họ trong giấc mơ, trong sự hiện thấy, đánh thức và kêu gọi, để anh chị em của chúng con sẽ trở về. Có những người đã lầm đường, có những người đã nghe những lời khích lệ không đến từ Chúa, họ đã ngỡ ngàng và đang ở trong sự cô đơn, đang lạc lõng ở bên ngoài. Lại Đức Chúa Trời của chúng con, xin Chúa ban phước để bởi ơn của Ngài, Chúa Giêsu sẽ có một sự trở lại ở trong ơn của Ngài. Nhiều người sẽ được đưa vào ràng chiên của Chúa trở lại. Xin giúp đỡ để chúng con như chủ quán, được người Samari nhân lành đem nạn nhân đến mà giao cho chúng con, để chúng con có thể chăm sóc ở trong ơn của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì 2 đồng tiền đã được giao cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì 2000 năm qua, Chúa Ngài đã ban phước cho hội thánh của Ngài, và Ngài sẽ sớm trở lại để xem có cần gì thêm để Chúa Ngài có thể trả thêm. Và Ngài đến để xem tình trạng của người nạn nhân bị cướp giữa đường ở trong sự bảo quản, ở trong sự chăm sóc của hội thánh của Chúa như thế nào. Ô là Chúa, xin ban ơn Chúa giọng để chúng con sẽ kinh nghiệm được một sự công nhận của Chúa. Ngài thấy chúng con trung tín quản lý các thứ ơn mà Chúa Ngài ban cho, những điều Chúa Ngài giao cho chúng con, sự hiểu biết về lời của Ngài và sự mặc khải từ nơi Chúa, để chúng con có thể chia sẻ khích lệ anh chị em của chúng con, gây dựng đức tin, trang bị những con người để làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa, xin ban phước trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa Thì mọi thành viên của BBC Hiếu Sinh sẽ tràn đầy Thánh Linh của Chúa, các phước hạnh và trong ơn của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Cha vì đã mang đến sự bùng nổ của các dấu kỳ phép lạ. Chúa, Ngài làm lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến. Để rồi chúng con sẽ bước vào và ứng nghiệm điều Chúa Ngài đã cho chúng con thấy. Khi tin Chúa Ngài làm nơi chúng này được lan tỏa, mức độ của những người cần được chữa lành đông đảo kéo đến, thì chúng con đủ ơn, đủ quyền của Chúa để có thể phục vụ cái hiệu quả trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin những lời tiên tri Chúa dùng chúng con để khôi phục chức vụ quyền năng ở trên đất nước này được ứng nghiệm. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con công bố trong danh Đức Giêsu Christ, điều đó sẽ được ứng nghiệm. Chúa sử dụng Hội Thánh Việt Nam của chúng con để khôi phục lại chức vụ quyền năng trên đất nước này, trên thành phố này, ở trong ơn quyền của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Bởi sức của Chúa, bởi ơn của Ngài, chúng con sẽ ảnh hưởng ra, chia sẻ phước hạnh, sự sống của Ngài, để chúng con thấy cả Hội Thánh của Chúa, Hội Thánh phổ thông của Ngài trên thành phố Houston này, 6.000 hội thánh lớn nhỏ tại thành phố Houston này sẽ được phước hạnh từ nơi Chúa ban cho, ở trong ơn của Chúa. Lạy Chúa, có những con người mà chúng con phải kết nối, xin giúp đỡ để chúng con có thể kết nối được, và chúng con sẽ cùng nhau hầu việc Chúa, mở mang công việc của Ngài trên thành phố Houston và 10 thành phố phụ cận, chuẩn bị cho sự bảo vệ siêu nhiên của sự hiện diện của Ngài trên những ngày khó khăn đang chờ trước mắt. Lạy Chúa, xin ban phước trên chúng con, xin Chúa Ngài hành động, Ngài làm việc. Tạ ơn Chúa vì Ngài bày tỏ ý của Chúa và kế hoạch của Ngài cho thành phố Houston, và trong đó chúng con có một chỗ ở trong chương trình của Ngài. Cho chúng con thưa với Chúa rằng thật là một đặc ân, và chúng con cũng thấy được gánh nặng. Và chúng con biết rằng chỉ có sự sức giàu của Chúa, bởi ơn quyền của Ngài, chúng con mới có thể thực hiện được những điều lớn lao mà Chúa toàn định làm. Nên chúng con bằng hết cả tấm lòng, không muốn để Chúa Ngài qua khỏi chúng con. Xin dừng lại, vì Ngài thấy lòng khao khát của chúng con cho sự cứu rỗi của dân tộc của chúng con Việt Nam sẽ được cứu, cho sự cứu rỗi của những người lạc mất trong gia đình gia tộc của chúng con, trong cộng đồng của chúng con, cho người lạc mất ở trên thành phố này. Xin Chúa Ngài hành động, Ngài làm việc, ban chúng con sự khôn ngoan. Và lại Chúa Thánh Linh, xin khiến cho tất cả các giác quan thuộc linh của chúng con trở nên sắc bén, chúng con có thể nghe, nhận biết sự dẫn dắt của Ngài, và có thể phối kiểm lại với lời của Đức Chúa Trời một cách nhanh chóng, để chúng con đi theo sự dẫn dắt của Chúa, từng bước một, từng công tác một. Chứ con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Cha, để Cha đã phục hồi một cách siêu nhiên sự vinh quang đầy màu sắc cho Hội Thánh của Chúa. Rồi kể từ ngày hôm nay, chúng con sẽ không còn nhìn thấy mình là những con người tị nạn, những con người di dân, những con người không ra chi. Những con nhận biết chúng con là những cái bình đất đang chứa những của cải quý được dùng cho việc sang. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa toàn định sử dụng chúng con như Chúa Ngài đã sử dụng những con người di dân trong suốt Kinh Thánh. Giúp đỡ cho chúng con sẽ thấy được Chúa Ngài sử dụng chúng con cho vinh quang của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa để Ngài cũng ban phước chúng con đầy sức khỏe, cho Hội Thánh của Chúa tất cả đều được Chúa Ngài ban ơn, ốm đau được chữa lành. Lạy Chúa, như năm xưa, bởi một bữa ăn lại vượt qua, Chúa chữa lành cho cả một dân tộc. Để từ đó họ được chữa lành đến mức độ mồ hôi của họ cũng không làm mục áo của họ. Tất cả đều được chữa lành qua một bữa ăn trong một ngày. Lại Đức Chúa Trời, chúng con xin Hội Thánh của Chúa, chúng con sẽ bước vào thời kỳ của Goshen của chúng con. Chúng con sẽ ăn sản vật của đất. Chúng con sẽ kinh nghiệm, sẽ tiếp trợ siêu nhiên từ nơi Ngài. Chúng con sẽ được bảo vệ một cách siêu nhiên từ nơi Ngài, để cái nhà vườn mà Chúa Ngài xây dựng trên bầu trời của Houston và 10 thành phố phụ cận, chúng con sẽ được an toàn trong sự vinh hiển của Chúa và trong ơn của Ngài. Và lại Chúa, chúng con nói và chúng con công bố, chúng con tất cả VBC Houston, từ già đến trẻ, chúng con quyết tâm đi vào vùng đất Goshen của Chúa. Chúng con công bố, chúng con thuộc về vùng đất Goshen. Chúa sẽ cho chúng con trong lúc xung quanh của chúng con là tai ương, chúng con sẽ ăn sản vật của đất. Chúng con được ở trong vùng đất màu mỡ nhất của xứ. Bởi ơn của Ngài, Ngài ban cho. Trong sự siêu nhiên của Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Ban ơn cho tất cả để chúng con được phước và làm nguồn phước cho dân tộc của chúng con. Việt Nam phải được cứu. Ban ơn để chúng con thấy có nhiều người lính canh ở trên các tường thành sẽ được dấy lên và các tháp cầu nguyện sẽ được xây dựng trong những ngày sắp đến trong ơn của Chúa. Xin ban phước Chúa giáo để một sinh hoạt của chúng con được kết quả trong ơn của Ngài. Tất cả các ban của thiếu nhi, của thanh niên, thiếu niên, của hội thánh đơn giản, của các lớp học kinh thánh, các chương trình huấn luyện của chúng con. Chúa ơi, xin ban phước để chúng con sẽ kết quả một cách lớn lao trong ơn của Ngài, chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày sắp đến. Vì Chúa, Ngài sử dụng chúng con cho vinh quang của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Tại Cha xin gìn giữ bảo vệ các tân tín hữu đến với Chúa trong những ngày qua. Chúa tiếp tục ban ơn mà họ giữ được sự chữa lành, họ giữ được sự tự do, họ kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa và tấn tới ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của gia đình và hội thánh để phục hồi sức khỏe cho bác Báo Hoàng, cho bác Tài. Xin Chúa cũng làm việc cho bà Linh nữa để chúng con sẽ thấy những ai mà chúng con cầu nguyện, chúng con thấy Cha đáp lời để chúng con có thể trở lại tạ ơn Chúa trong ơn của Ngài. Xin ban phước cho tất cả các công tác của Đại hội Phục Hưng cho chúng con cần ơn của Ngài, vì chúng con cảm nhận chúng con đang bước vào trong thiên mệnh mà Chúa đã định cho Đại hội Phục Hưng. Cảm ơn Chúa. Bắt đầu là các hội thánh khao khát sự phục hưng hợp lại với nhau. Rồi chúng con đã cô động lại để có tên Đại hội Phục Hưng. Nhưng nếu không có sự phục hưng thật xảy ra, thì chúng con chỉ hàng năm về đây nghe kể bởi các sứ giả, hưởng được ơn mà Chúa Ngài đã làm xuyên qua các sứ giả. Nhưng lại Đức Chúa Trời chúng con ước một điều. Xin Chúa, tất cả anh chị em của chúng con sẽ gặp Chúa một cách đặc biệt. Mỗi chúng con sẽ được chính Chúa Ngài nắm bắt tấm lòng của chúng con, đời sống của chúng con. Chúa Ngài sẽ sức giàu trên chúng con. Để không phải chỉ một vài địa điểm, nhưng mà sẽ rất nhiều địa điểm của người Việt của chúng con, của hội thánh Việt Nam của chúng con ở khắp nơi hải ngoại này cũng như tại quê nhà. Chúa dùng chúng con để làm nguồn phước cho cộng đồng xứ sở của chúng con, nơi chúng con đang sinh sống, cũng như cho quê hương đất nước, dân tộc của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Tạ ơn Chúa trước vì những điều lớn chúng con sẽ thấy Chúa làm, tai của chúng con sẽ nghe những lời làm chứng tuyệt vời về những gì Chúa Ngài đang làm. Tạ ơn Chúa Ngài đang phục hồi ơn của Chúa trên đời sống của anh chị em chúng con. Những người đã nhận được ngôn ngữ cầu nguyện, nhưng mà đã mai một, đã được Chúa Ngài phục hồi trong những ngày qua. Chúng con tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì các ơn và sự sức giàu của Chúa cho anh chị em chúng con. Chúng con công bố rằng giàu sẽ luôn được tươi mới, phước hạnh của Ngài tuôn tràn, và chúng con luôn luôn sẵn sàng để được đưa vào sử dụng. Nếu Chúa Ngài muốn sử dụng để cộng đồng Việt Nam của chúng con, của người Việt của chúng con, được Chúa Ngài sử dụng để Chúa có thể đến trong vinh quang của Ngài, xin giúp đỡ. Nên con tin rằng chỉ của Chúa mới có thể trang bị chúng con một cách trọn vẹn cho đặc ân lớn lao vĩ đại này. Vì tiềm năng khi hội thánh của Chúa ở tại thành phố Houston này được phước, được ảnh hưởng, thì 6 triệu người của Houston và vùng phụ cận sẽ được phước là dường nào. Chúng con cảm ơn Chúa, tạ ơn Ngài vì những gì Chúa Ngài toàn định làm. Tại Chúa xin phục hưng hội thánh của Ngài mà bắt đầu là mỗi đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên hội thánh tràn đầy ơn của Chúa. Anh chị em trong chức vụ cầu thai hãy nhắc nhở Đức Chúa Trời, đừng ý nghĩ, cũng đừng để Ngài nghỉ. Hãy nhắc nhở Chúa cho đến chừng Ngài ban phước trên Jerusalem, Ngài ban phước trên VBC Houston, Ngài ban phước trên hội thánh của Ngài ở trong ơn của Chúa. Chúa ban phước trên chị em tràn đầy sự sức giàu của Chúa trong những thời giờ chúng ta gõ cửa thiên đàng cho phước hạnh của Chúa ở trong những ngày trong tuần của chúng ta. Chúa ban phước và hẹn gặp lại anh chị em ở trong ơn của Ngài. Xin kính chào tạm biệt. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.